Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, khu vực lập quy hoạch bao gồm khu ở số 4 và một phần khu ở số 1, 2, 3, 5 được xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung TP Lạng Sơn, định hướng phát triển đô thị TP Lạng Sơn đáp ứng lâu dài cho nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, khu dân cư và khu đô thị, từng bước tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan chung, có nét đặc trưng địa phương, đồng thời bảo vệ tốt hệ thống môi trường sinh thái, cảnh quan, làm cơ sở cho việc xây dựng các khu dân sinh có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, hoàn thiện về dịch vụ, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt, làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng. Đây sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, thương mại và dịch vụ du lịch, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế, định hướng trở thành một phường của TP Lạng Sơn. Theo địa phương, khu vực lập quy hoạch được định hướng tổ chức không gian các tiểu khu. Trong đó, tiểu khu 1, tái thiết, chỉnh trang các công trình dân cư hiện trạng, phát triển các cụm dân cư mới, khoanh vùng phát triển du lịch sinh thái. Tiểu khu 2, địa hình bằng phẳng sẵn có, thích hợp phát triển quỹ đất ở mới, bố trí các công trình công cộng, còn khu dân cư hiện hữu, chỉnh trang cải tạo theo hướng hiện đại hóa nhưng không làm mất đi bản sắc địa phương. Tiểu khu 3, cụm công nghiệp Hợp Thành được bố trí tập trung ở phía đông khu vực nghiên cứu, có lối tiếp cận từ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng và Đại học 28, dự kiến cơ cấu sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng, gia công hàng xuất khẩu. Tiểu khu 4, tập trung cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, kết hợp bổ sung hạ tầng cảnh quan để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và thu hút khách du lịch.